Thì cửa hàng Trong Sang xin kính chào quý đại gia đình nha. Mến kính chúc quý đại gia đình nhiều sức khỏe à. Cảm ơn đại gia đình đã đăng ký kênh, ủng hộ cửa hàng suốt thời gian qua nha. Nay Sang tiếp tục Sang vệ sinh chùi rửa được một em Xtin 038 Marum. Con này thì đối với Sang thấy là cũng còn khá là ổn, khá là đẹp. Đẹp như thế nào thì mời cả nhà xem video chi tiết từng bộ phận con máy. Rồi sau đó Sang sẽ nổ cho đại gia đình mình cùng nghe tiếng máy nổ con Xtin 038 Marum này như thế nào ha. Rồi mời cả nhà xem chi tiết bộ phận ạ. Như cả nhà thấy trên màn hình ha, đây là bộ phận thân chính của con Xtin 038 Marum hôm nay nha. Nay Sang sẽ cho cả nhà xem. Đây, ốc ác còn rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây ha, ốc rất là đẹp, còn điện zin luôn, ốc đầu máy còn vàng khè luôn. Con máy này còn rất là mới nha cả nhà. Đây, còn rất là mới luôn, 038 Marum ha. Đây. Chế nhầm của nó nè. Đó. Đây, rất là đẹp nha. Mình săn zin nha. Xtin. Chung là máy móc này thì zin nguyên bản hết. Đó, và bây giờ Sang sẽ cho cả nhà xem cái nòng của nó nè. Đây. Cả nhà thấy được chế bê tông nha. Bê tông nè, bê tông văng ngang còn luôn nè nha cả nhà. Đây. Đó, bê tông văng ngang còn dành dặn luôn thấy không? Rất là mới. Đó, khói nòng thì chưa đóng, đóng rất là ít nha. Được coi như là cho là chưa đóng cũng được, tại vì con máy này sản xuất cũng khá là lâu rồi nè. Khói nòng nè ha. Ốc nè cả nhà thấy ốc chân nòng nó vàng khè hết. Đó, ốc chân nòng còn vàng khè khá là đẹp nha. Con này khá là đẹp. Đó. Rồi, bây giờ Sang mời đại gia đình mình cùng Sang gáp con 038 Marum hôm nay vô nha. Mời cả nhà cùng gáp với Sang ạ. Vừa qua thì cả nhà đã xem được tổng thể con máy. Bây giờ Sang sẽ cho cả nhà xem cái chụp giật và cái phần chính nha. Đây. Chữ Xtin nha cả nhà. Đây ha. Chữ Xtin nè. Đó, đẹp chưa? Đó. Dây giật của nó còn trắng tinh luôn. Đây, cho cả nhà xem. Còn trắng tinh luôn ha. Code của nó là code kim luôn. Sang đã vô mẫu bò. Đó, đã kiểm tra kỹ lưỡng. Giờ Sang đã gáp vô. Sang không quay cái chi tiết này tại vì nó mất thời gian của cả nhà nha. Nó chụp kim nha cả nhà. Đây, cú dây giật kim luôn nha. Đây. Cú dây giật kim luôn. Đó. Rồi, giờ Sang sẽ tiến hành lắp vào. Cuối video này Sang sẽ nổ máy. Giờ Sang sẽ cho cả nhà xem quá trình Sang lắp ráp. Giờ Sang hy vọng cả nhà xem tới cuối video nha. Ai muốn mua con máy này thì Sang hy vọng, Sang xin nhắc lại nha, xem hết cuối video để nhận xét con máy và hãy liên hệ gặp trực tiếp Sang đặng mà chốt con này ha. Cái đó thì Sang hy vọng là vậy. Tại vì Sang muốn khách hàng mình mua một con máy để biết được tình trạng con máy nó như thế nào ra sao nha cả nhà. Đó. Rồi, giờ Sang sẽ tiến hành bắt ốc vô. Vừa qua thì cả nhà đã xem được Sang gắp cái chụp giật ha. Giờ Sang sẽ tiến hành gắp cái bô vô nha cả nhà. Đó. Rồi, cái bô này thì là bô zin nha cả nhà. Đây, Xtin ha. Đó. Bô còn rất là đẹp nha, đen mông mà. Nước sơn đồ này kia còn nguyên bản luôn. Giờ tiến hành lắp vào. Dù qua thì cả nhà đã xem Sang ghép phần bô vô. Giờ Sang sẽ tiến hành ghép cái phần áo vô nha cả nhà. Đây, áo của nó là Xtin nha cả nhà. Cả nhà thấy chữ Xtin nằm đây nè. Còn áo rất là đẹp luôn cả nhà. Mới ha. Đồ đẹp của nó nè. Cả nhà thấy được ha. Quá đẹp luôn đúng không? Đó. Những con máy này thì đẹp từ bên trong mà ra tới bên ngoài luôn nha cả nhà. Đó, giờ Sang sẽ tiến hành bắt ốc vô. Đặc biệt con ốc này còn luôn nha. Đó. Đó. Mà rùm quá đẹp ha cả nhà. Rồi bây giờ Sang sẽ tiến hành mời cả nhà bắt ốc với Sang. Ok, giờ Sang sẽ lắp bình xăng con vô. Trước khi lắp bình xăng con thì Sang sẽ cho cả nhà biết đây là bình xăng con pin Xtin. Bình này giật money nha. Theo Sang được biết đặc biệt cái dòng 038 Marum này mới có được cái hiệu pin và chuẩn Đức sản xuất nha. Bình này của Đức sản xuất nên cái bình này chạy rất là ngon nha. Đây, ốc ác nè cả nhà thấy. Cái đầu vàng độ mới của nó nè ha.
rất là mới luôn á cả nhà. Đây, nó vàng đẹp ha. Đó. Trong cái tất cả các loại bình xăng con thì Sang thấy và Sang thấy thích nhất là cái dòng bình xăng con của 038 Arum. Lý do tại sao Sang thích, ốc ác nó nhìn rất là sắc sảo nha cả nhà, đặc biệt ốc nó rất sắc sảo. Đó, rất là sắc sảo, mà đặc biệt cái mặt này nè, nó bằng màu vàng đẹp lắm. Còn hiệu One Pro, hiệu One Pro là những cái dòng bình mà Sang quay cho cả nhà xem thường đó, như 024, 026, Cưa, Komatsu hoặc là Shinowa, đó, đặc biệt mấy dòng đó thì ốc nó sẽ không được gì. Nhìn con nhìn cầm cái bình này rất là nó đẹp mắt mà nó đầm tay, rất là sắc sảo ha. Sang thích bình này lắm. Chạy ganti thì cũng khá là ok đấy, ngon lành. Đó, rồi bây giờ không dài dòng nữa, giờ Sang sẽ tiến hành ghép vô. Ghép này thì nó máy cưa thì nó rất là đơn giản. Đây, gì là xong luôn. Đó, gì là gài. Đặc biệt cái dòng 038 này rất là dễ ghép. Con ga nó lên đây là xong. Dây xăng gắn vô đây. Bắt vô hang ốc nữa là rồi. Bình này thì tháo ra kiểm tra vệ sinh đồ này kia rất là dễ, đơn giản. Giờ tiến hành bắt ốc này. Đó, ốc vô. Đó, có hang ốc mà. Dễ quá. Đơn giản, bình rất là đẹp. Con máy nói chung là con máy này khá là đẹp. Giờ khách nào muốn mua con máy này thì Sang hy vọng xem hết cuối video nha, để liên hệ gặp trực tiếp Sang để mà chốt con máy này ha. Đó, hàng Sang, hàng quá Sang muốn, Sang bán thì Sang muốn khách hàng mình xem kỹ lưỡng từng chi tiết, từng bộ phận của một con máy ha, khi mình sở hữu. Dù giá trị máy cao cấp cho tới máy tầm trung và thậm chí máy bình dân cũng vậy luôn, Sang muốn cho cả nhà biết là từng bộ phận, từng chi tiết nó còn đẹp và nó như thế nào ha, chứ không có mà đưa ra quyết định vội vàng hay cả nhà, không gấp đâu ha. Đây, Sang đã bắt bình xăng con xong, giờ Sang tiến hành lấy cái lọc, gắn cái lọc vô cái lọc nè. Cả nhà thấy cái lọc nó trắng tươi à, không, rất là đẹp nha. Chữ Itin thì nó nằm bên trong nha cả nhà, nó nằm bên xéo xéo bên góc bên đây nè. Nó chữ Itin. Đó. Rồi giờ Sang sẽ tiến hành lắp vào. Dòng rất là đơn giản. Đó, vậy là xong. Dặn ốc nữa là ok luôn. Rất là đơn giản nha cả nhà. Máy này đẹp quá đẹp, lọc quá còn lọc còn đẹp quá đẹp. Đó. Ai mà đang kiếm một con 038, đặc biệt là con 038 Arum, thì hôm nay thì gặp được con này thì rất là có cái duyên nha cả nhà. Cứ xem hết video rồi liên hệ số điện thoại trên màn hình, máy bên tay phải, gặp trực tiếp Sang ha. Đó, video Sang có quay chi tiết hết nên cả nhà cứ yên tâm nha. Đó, hàng Sang quay như thế nào thì Sang bán đúng con máy đó, tại vì không có một con máy thứ hai ha, nên cả nhà cứ yên tâm về sản phẩm chất lượng mình cửa hàng. Rồi tiếp theo là bây giờ Sang sẽ gắn cái chụp E. Đây chụp E nè, đẹp quá ha, quá đẹp luôn. Mới đây, ít tin nha. Họ chỉ tin nằm đây, quá đẹp ha. Lắp vào. Đó, đó, đẹp. Tới con ốc, ốc này nó cũng còn đẹp như thế này. Đó. Vừa qua thì cả nhà đã xem được tổng thể bao quát con Itin 038 Arum Made in Germany nha, Swiss Germany. Đó, chuẩn Đức. Rồi bây giờ Sang sẽ tiến hành gắp lam xích và cho nổ. Mời cả nhà nghe tiếng nổ của con Itin 038 Arum và nhớ like cho Sang một like nha. Cảm ơn đại gia đình rất là nhiều ạ. Vừa qua thì cả nhà đã xem được tổng thể chi tiết bên trong của con 038 Arum hôm nay ha. Này là Sang đã gắp toàn bộ vô xong. Giờ Sang sẽ tiến hành mời đại gia đình mình nghe tiếng máy nổ để quyết định giá trị của con máy này như thế nào nha. Đây là cái tiếng nổ giá trị nhất để quyết định một con máy nha. Để giết nổ. Nha cả nhà. Đó. Máy chạy rất là ok, garanti
rất là ngọt, rất là ngon nha. Còn đây là lam xích. À, tổng chiều dài lam xích của nó là 59 cm, mấy anh thường gọi là lam sáo nha. Lam Etin, lam ghim của nó luôn ha. Rất là đẹp. Đây, lam của nó ha. Rất tinh, rất là dày luôn. Đó, lam ghim của nó. Đó, sang không gáp vô, tại vì gáp vô thì quá lố với cái bàn của sang rồi ha. Rồi. Con này đẹp. Ok. Nhưng mà con này có điểm xấu như sau. Nước sơn dặm lại nha. Đó, nước sơn dặm lại. Đó. Đây ha. Đó, cái này thì không quan trọng cho lắm, quan trọng là đặt ruột. À, bộ ruột bên trong của con máy nồng bạc cái tông dên cốt gin, đặc biệt cái tông còn văng ngang, rất là đẹp, rất là ngon. Sở hữu con máy này thì xài rất là sướng tay nha cả nhà. Tiếng máy nổ phải gọi là quá phao ha. Rồi, video sang đến đây tạm kết thúc. Mong rằng quý đại gia đình mình hãy đăng ký kênh và like cho Sang một like và chia sẻ tới những khách hàng, những anh chị em mình cần một con Etin 038 Marum đặc biệt mới như con này ha. Rồi, Sang chân thành cảm ơn quý đại gia đình đã dành thời gian quý báu xem hết video của Sang. Hẹn gặp lại đại gia đình trong những video tới. Bye bye.